tay cầm vào cái lúng này, ẩy lên, ẩy lên xong ấn media, menu media liền nhau. Đấy. Thì ở trên này nó sẽ hiện đến hai dòng ấy, mình chọn được cái dòng cuối cùng bên dưới đây, deactivate cái speed lock này, chọn ra là mình đi thoải mái luôn, vẫn xem được video. Đấy.